Xin chào buổi sáng mọi người, trời bắt đầu lạnh rồi các bạn. Các bạn nào muốn uống cacao sữa nóng với anh đi không? Mình đang làm cacao sữa nóng chuẩn bị ăn sáng để chuẩn bị đi làm các bạn. Thức uống nóng để giữ ấm cơ thể. Cacao rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi ra ngoài cái bộ ghế ở ngoài vườn, mình để ngoài vườn á, mình ngồi uống, mình ngắm mấy cái cây của mình. Mình sẽ quay một cho các bạn xem sân vườn của mình nó như thế nào trong khi thời tiết lạnh các bạn nhé. Lá rụng quá trời luôn nè. Ít bữa là phải hốt lá đã luôn á. Hello Andy, xin chào buổi sáng thứ bảy tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thời tiết bắt đầu chính thức vào mùa thu các bạn, rất là lạnh luôn các bạn. Hôm nay ở bên ngoài bây giờ là cũng khoảng 60 độ F, thì tương đương cũng khoảng 20 mấy độ độ C của mình. Đó. Thì mình vừa pha cái một tách cacao nóng các bạn. Ăn sáng. Mời các bạn uống cacao với lại ăn bánh mì ngọt của mình nha. Ăn sáng chuẩn bị đi làm. Thì bình thường mình ít có uống cacao nóng lắm, vì hôm nay bắt đầu trời lạnh nên mới uống. Chứ bình thường mình uống nước cam. Thì bắt đầu vào tháng 10 là bắt đầu ra mùa thu, nhưng mà chỉ hơi chưa có lạnh. Bắt đầu qua tháng 11 nè, hôm nay là ngày cuối tháng 10, 30 tháng 10. Đầu qua tháng 11 bắt đầu lạnh các bạn. Nhưng mà hôm nay là trời lạnh, gió, cây lá rụng quá trời luôn. Mình thích thời tiết mùa thu, nó mát mẻ, thì lâu lâu có mưa phùn nhẹ nhẹ nữa nên rất là lãng mạn. Đặc biệt là mình thích đi dạo quanh cái bờ hồ á, có gió, nhờ trời thời tiết mát hơi se se lạnh, rồi ngắm những cái cây mà lá vàng á xung quanh hồ rất là đẹp, rất là thơ mộng luôn. Nhưng mà ở Houston, Texas thì không có nhiều cây lá vàng lá đỏ các bạn. Nhưng mà ở Sugarland chỗ mình ở nè, thì có một khu có rất nhiều cây lá vàng. Bây giờ đang đầu vào mùa thu cho nên cái lá nó chưa có vàng lắm, nó mới có hơi khô thôi, chưa có vàng. Thì khoảng cuối tháng 11 á thì lá bắt đầu vàng và rụng nhiều á, mình sẽ đi quay cảnh mùa thu ở Sugarland cho các bạn xem. Thì ở đây thì Sugarland mùa thu thì cũng đẹp thôi, nhưng mà không bằng ở nơi mà lạnh á. Những cái vùng lạnh á, mùa thu nó mới đẹp. Còn mình ở đây là vùng nóng, cho nên mùa thu nó chỉ hơi ít thôi, nhưng mà cũng là đẹp rồi. Thích ăn bánh này nữa.
ta cái ra của mình. Trời lạnh này có một số cây nó quéo à. Rồi chủ nhật nghỉ mình sẽ đưa nó đem nó vào trong mát, đưa nó vào gara hay gì đó mình che nó lại cho tao nó bị lạnh. Mùa thu ở Texas thì chỉ như thế này thôi nè, lá nó khô, bây giờ bắt đầu khô như thế này nè, nó không có vàng như ở cái vùng lạnh. Vùng lạnh thì mấy cái lá nó sẽ vàng hết luôn, nó đỏ, có lá vàng nó đỏ. Còn ở Texas thì mùa thu chỉ thế này thôi. Nhà mình ở ngoài trước có hai cây to, ở ngoài ra ở ngoài là ngoài sau hè sau nhà thì cũng có 2-3 cây, cho nên bắt đầu mùa thu là mình hút lá đã luôn các bạn, vì lá nó rụng rất nhiều thế này nè, xong mình phải quét mình hút nó. Ở ngoài sau thì không hút cũng được, nhưng mà phải cũng phải hút, còn ở ngoài trước mình phải hút các bạn. Ở ngoài trước mình không hút thì mấy người mà giống như là tổ dân phố, khu dân phố vậy đó, cảnh sát công an khu vực á, họ đi kiểm tra họ thấy mà mình không quét dọn hốt lá á, thì họ sẽ phạt mình á. Mùa thu ở Texas chỉ thế này thôi. Lá rụng nè. Ba cái rau mình đã già hết rồi. Trời sẽ lạnh mà uống một tách cà phê hoặc một tách cacao sữa nóng như thế này rất là ngon các bạn. Ok, bây giờ em đi rồi. Sunny xin chào tạm biệt mọi người nghe. Chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân của mình. Bây giờ em đi vào chuẩn bị đi làm đây. Thứ bảy mình vẫn đi làm các bạn, chỉ nghỉ được chủ nhật thôi. Bye bye.